Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi. Giám định hiện trường, những đồi chè tại Bảo Lộc bị xẻ thành dự án bất động sản chui. Người dân ở thủ phủ tôm hùm khóc ròng vì tôm chết sau mưa lớn. Nhiều tuyến đường ở Tiền Giang dày đặc ổ voi, ổ gà. Phút đời thường hôm nay, ấp Hoa Giấy tất bật chuẩn bị cho mùa Tết. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Thưa quý vị, sáng nay, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 1.200 trẻ em trong độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi. Đa số là các em học sinh thuộc 3 trường là Trung học Phổ thông Củ Chi, Trường Trung học Phổ thông Tân Trung Hội và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Củ Chi. Đa số các phụ huynh đều mong muốn các em được tiêm sớm. Việc tiêm chủng sớm sẽ giúp các em sớm đạt miễn dịch và quay lại sinh hoạt học tập bình thường. Cũng lo mới chở, tôi mới đi với nó, nói thôi ở đây chờ luôn, mới sợ nó không biết tiêm xong rồi mình nó không biết đề kháng nó làm sao, mình cũng sợ. Nên tôi ở đây tôi không có về, tôi ở tôi giữ nó luôn, sao mà tôi chở nó về. Để bước vào chiến dịch tiêm chủng này, từ sáng 26 tháng 10, có 3.900 nhân viên y tế thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế các quận, huyện, trạm y tế, phường, xã, thị trấn và phòng khám tư nhân trên toàn thành phố được tổ chức tập huấn trực tuyến về tổ chức khám sàng lọc trước tiêm, xử trí phản ứng sau tiêm và tổ chức cấp cứu cho trẻ. Khả năng mà các em nó được tiêm hết trong lớp thì nó đỡ và nó cái khi mà các em bị á, nó cũng nếu lỡ có nhiễm đi nữa đó. Thì cái triệu chứng mà bệnh tình nó cũng nhẹ. Mấy bữa đầu tiêm cho em mình cũng chưa kinh nghiệm với các em, cho nên mình cố gắng mình nên tiêm ít để mình có cái gì mình chuẩn bị cho nó tốt. Trong mấy phút đầu này thì em cũng chưa cảm thấy gì hết, kiểu như là lúc đầu là mình thấy sợ nhưng mà bây giờ mình rất là vui, rất là thoải mái. Củ Chi là một trong hai địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch bệnh, trở thành vùng xanh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đây là một trong những lý do khiến huyện trở thành điểm đầu tiên thí điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi. Thưa quý vị, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã rút tiêu chí về cấm bán rượu bia, hàng quán không được mở máy lạnh. Theo cơ quan chức năng, việc cho mở cửa bán tại chỗ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch rất lớn. Mọi quy định chỉ tương đối, do đó rất cần ý thức của người dân khi đến hàng quán. Chiều 26 tháng 10, bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ban đã nộp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bộ tiêu chí mới về an toàn thực phẩm và an toàn phòng chống dịch COVID-19, trong đó có điều chỉnh giảm xuống còn 4 tiêu chí. Theo đó, 4 tiêu chí mới được tính theo từng đối tượng như hàng quán, chủ hàng quán, người phục vụ và khách hàng phải làm gì, đạt được điều gì mới hoạt động. Còn với tiêu chí không mở máy lạnh trong phòng kín, cấm bán rượu bia như đề xuất trước đó, bà Lan nói ban không đưa vào bộ tiêu chí này nữa để doanh nghiệp không rối, song thẩm quyền quyết định sẽ ở Ủy ban nhân dân thành phố. Công an tỉnh Lâm Đồng đang giám định hiện trường, phục vụ điều tra vụ những đồi chè tại Bảo Lộc bị phanh xẻ thành dự án bất động sản chui. Trách nhiệm Chủ tịch thành phố Bảo Lộc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan được yêu cầu làm rõ. Trong 10 ngày tới, cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục giám định hiện trường các khu vực thực hiện dự án bất động sản chui tại thành phố Bảo Lộc. Khu vực tập trung giám định là xã Đam Ri và phường Lộc Phát. Việc giám định nhằm điều tra các sai phạm cá nhân tập thể trong việc để bùng nổ chiêu trò hiến đất mở đường nhằm trục lợi, hủy hoại đất đai. Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đã công bố kết luận điều tra và đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra các sai phạm cá nhân tập thể liên quan đến hoạt động ồ ạt phân lô tách thửa sai quy định. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng bị xác định có dấu hiệu buông lỏng công tác thẩm định hồ sơ và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng không đủ điều kiện. Người dân ở vùng nuôi tôm hùm lớn nhất nước thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đang căng mình để ứng phó với đợt mưa lớn trong những ngày gần đây. Những ngày qua đã xảy ra tình trạng tôm hùm chết khiến nhiều hộ thiệt hại nặng. Những con tôm hùm bông có giá trên 1,4 triệu đồng 1 kg, còn lại của gia đình ông Bùi Văn Khánh chưa kịp bán thì đã chết sạch.
Trước đó, ngày 24 tháng 10, gần 8.500 con tôm hùm lớn nhỏ cùng 1,2 tấn cá các loại của ông Khánh cùng 21 hộ khác trong phường cũng bị chết. Hại ghê lắm, cá ngừ 5-7 tạ mà, tôm chết á. Ngày mà chết hết sạch rồi, chết rồi bán không được, thúi hết rồi. À, nước dưới đáy nó bị hư rồi, xì lên nước nó thiếu oxy nó chết. Đây chẳng đây là người chết nhiều lắm, ở đây là chết quá nhiều. Giờ nó cũng như là nước ngọt sợ, là bỏ lần lần chung bùng bớt chứ giờ nó không dám đỡ trên đâu, không còn dám đỡ trên. Kéo lần lìa thì ngày cũng ve thì mướn cái kéo, chứ xuống kia đỡ gõ mắt thì em dưới đó cho nước nó trong hơn. Hiện trên vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông của thị xã Sông Cầu có hơn 82.690 lồng nuôi thủy sản. Trong đó, số lồng nuôi thủy sản chưa đủ tuổi thu hoạch vẫn còn khá lớn, nên khi mưa lớn kéo dài và sắp tới là ảnh hưởng của các đợt mưa bão lớn, thì ngư dân cần phải theo dõi và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, thời gian gần đây, quốc lộ 1 và quốc lộ 50 đoạn qua thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang xuất hiện nhiều ổ gà gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là người đi xe máy. Có nhiều khu vực mặt đường loang lổ, bong tróc kéo dài, ngoài ra còn có nhiều chỗ sụp lún, động nước sâu, nước tràn hơn nửa mặt đường gây nguy cơ tai nạn giao thông cao. Vào ban đêm, tuyến tránh này còn thiếu đèn chiếu sáng nên khó phát hiện chướng ngại vật, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Gần đây có vụ tai nạn xảy ra chết người. Ông Lê Trung Duy, giám đốc trung tâm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư BOT Cai Lậy cho biết, công ty muốn khắc phục sửa chữa sớm nhưng không có kinh phí. Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm một người chết trong lúc nhậu. Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn Cho, 65 tuổi và con trai là Nguyễn Văn Quân, 34 tuổi, tổ chức ăn cơm và nhậu. Tham gia cuộc nhậu có ông Đinh Văn Công, 61 tuổi và một số người khác. Trong lúc nhậu, ông Công và Quân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Bất ngờ Quân đập bể chai bia và đâm vào cổ ông Công. Ông Công được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Bước đầu nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn giữa ông Công và Quân khi một số người trong nhóm đòi chở bia đi nơi khác để tiếp tục nhậu nhưng Quân không đồng ý nên đập bàn thì xảy ra cãi vã với ông Công. Được biết ông Công và ông Cho là su gia. Chiều ngày 26 tháng 10, tại thành phố Vũng Tàu, ô tô do một người đàn ông điều khiển đã hút văng liên tiếp nhiều phương tiện. Ô tô này chỉ dừng lại khi tông vào tường nhà cách vị trí ô tô mất lái khoảng 60 mét. Tại hiện trường, 4 xe máy bị hút văng và một xe máy bị đầu ô tô ghim chặt vào tường nhà của một tiệm vàng. Theo thông tin ban đầu, những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đại diện tiệm vàng cho biết ô tô lao thẳng vào cửa hàng khiến phần mặt tiền hư hỏng, tường và phần cửa phía ngoài cũng bị hỏng, nhân viên bảo vệ cũng bị ô tô tông bị thương. Nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố Vũng Tàu và công an phường 11 đã đến điều tiết phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Như thường lệ, khoảng thời gian này, nhiều nhà vườn trồng hoa kiểng tại xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp sẽ tất bật chuẩn bị cho vụ Tết. Thế nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những hộ trồng kiểng nơi đây gặp không ít khó khăn. Chỉ hơn một tuần trở lại đây, từ khi nới lỏng giãn cách xã hội, những nhà vườn mới có thể phấn khởi trở lại để chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nha! Ông Võ Thành Hiệp ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang cắt tỉa lại những cây hoa giấy, uống lại cành để chuẩn bị cho dịp Tết Nhâm Dần 2022. Cái diện tích trồng là khoảng 1.000 mét vuông. Cây trong hết vườn luôn là khoảng 500 gốc. Trong thời gian dịch bệnh là cây cối là đi không được thì em cắt tỉa cành, sửa cây lại, sẽ dán cây lại cho cây nó đẹp. Hôm qua dịch bệnh mình mua bán dễ hơn. Cái vụ Tết thì em chuẩn bị ghép thêm khoảng 300 gốc nữa, cung cấp hàng Tết. Không chỉ ông Hiệp mà ông Nguyễn Văn Thành cũng đang nhanh tay chỉnh sửa lại những gốc hoa giấy trong vườn để kịp tiêu thụ. Được biết, thị trường hoa kiểng năm nay chịu ảnh hưởng khá lớn do dịch Covid-19, dẫn đến chuỗi cung ứng có một giai đoạn đứt gãy. Hiện nay, tuy đã có thể giao thương trở lại, nhưng nhà vườn vẫn lo ngại về thị trường Tết. Trường năm rồi đó, nó nhiều khách hàng để đặt lắm.
Còn năm nay là chỉ những cái chỗ mà nó trồng trọt mà còn thiếu đó, nó bổ sung thêm thôi, thành ra cái số lượng mình cung nó không có được bao nhiêu hết á. Nhưng mà nhờ cái sự mình chăm sóc kỹ lưỡng á, giao hàng đàng hoàng á, thì khách hàng ta vẫn giữ, vẫn còn. Chứ còn mấy người mà không có sự quan hệ là cũng không có giao hàng được đâu. Mặc dù sức mua giảm, nhưng nhiều nhà vườn vẫn cố gắng chăm sóc tốt cho cây hoa giấy, với hy vọng thời gian tới, đầu ra sẽ ổn định hơn. Mong muốn sau này là sẽ có thêm tổ hợp tác để vừa sản xuất mà vừa tiêu thụ nó mạnh hơn nữa. Cái Tết này thì nói tóm lại, mong muốn là cái sự lưu thông trong xã hội được dễ dàng. Hàng hóa bà con vui vẻ thì có thể tiêu thụ nó phấn khởi hơn. Còn hiện tại thì cũng mừng mừng chút đỉnh thôi chứ nó không được như lúc trước. Thì nói chung ra thì xã cũng có cái hội tác xã, trong đó thì có sản xuất chậu nhựa và cũng có giới thiệu cái thương lái để đến tiêu thụ hoa kiển cho bà con. Rồi cái chậu nhựa thì cũng bán cái giá rẻ, cái giá nó thành nó rẻ hơn so với bên ngoài để tạo điều kiện cho bà con tăng thu nhập. Hiện tại, ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp còn hơn 261 hectare trồng cây hoa giấy. Đây được xem là cây trồng chủ lực của ấp, giúp nhiều hộ dân nơi đây vươn lên và phát triển cuộc sống. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.